Xin tạo Sa San lên đời hậu công khai người yêu, chính chủ vội chặn đầu cộng đồng mạng. Tiếp tục Ozin vừa khiến dân tình choáng váng khi bất ngờ công khai hình ảnh ngồi trên xe hơi siêu sang. Xe hộp này ngay lập tức bị nghi do Xin mới tạo. Đây là điều khiến dư luận quan tâm cùng lúc với tin Xin công khai có bạn trai. Những ngày qua, thông tin hot TikTok Ozin công khai có bạn trai qua clip khóa môi cực tình lên trang TikTok cá nhân che mặt bằng công nghệ AI khiến mạng xã hội bùng nổ. Ai nấy đều rần rần đoán danh tính bạn trai của cô. Giữa lúc dân tình đang xôn xao thì tin đồn Xin cấm sừng người yêu cũ dancer cũng bất ngờ rầm rộ. Chọn cách im lặng trước truyền thông, ai hỏi cũng nhất quyết không hé ra nửa lời khiến chuyện tình của Xin ngày càng gây tò mò, được bàn tán nhiều hơn. Mới đây, giữa lúc cái tên của bản thân đang được toàn cõi mạng nhắc đến thì Xin lại gây bão mạng xã hội trước loạt ảnh thả dán với xế hộp Siêu San. Nhiều người ngỡ ngàng khi không thể tin được Xin lại có thể tự tạo xế San nhanh đến thế. Theo đó, bộ ảnh Xin thả dán bên xe hơi ngay trong khi đăng tải đã thu về hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, hàng loạt những lời khen có cánh, tấm tắc về visual của Xin cũng được để lại. Bên cạnh đó, tin đồn cô mua xe hơi cũng bị lan truyền cùng độ viral của bộ ảnh. Trước những tin đồn này, chính chủ cũng vội lên tiếng phán ngay một câu khiến dân tình câm nín. Cụ thể, Xin cho biết bản thân không hề mua xe hơi như mọi người đồn. Xe trong bộ ảnh chỉ là xe thuê. Nguyên văn cô đính chính, xe thuê đi tỉnh nha, đừng hiểu lầm, em giàu, em mua xe nha mọi người. Lời đính chính của Xin khiến dân tình đồng loạt ngã ngửa bởi không như những gì netizen đang truyền miệng. Về tình cảm hiện tại của Xin mới đây xuất hiện tại một sự kiện của TikTok Erwanpin. Cô một lần nữa làm lộ rõ hơn chuyện đang cặp kè với Ngô Đình Nam, theo đó cả hai xuất hiện chung tại một sự kiện. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi sánh đôi cùng nhau trước truyền thông sau khi Xin đăng clip khoe bạn trai. Tình tứ chăm sóc nhau, bên cạnh đó là ngại ngùng khi được hỏi về việc có yêu nhau thật không. Những cảm xúc này khiến dân tình không thể không ngờ vực về mối quan hệ của cả hai. Hiện tại, các fanship couple Ngô Đình Nam và Xin đang mong ngóng chính chủ sẽ lên tiếng nói rõ về tin đồn yêu đương này. Động thái của Ngô Đình Nam ngày càng khiến nhiều người chú ý khi đứng trước tình cảnh này. Cụ thể, nam TikToker phải đỏ mặt, tỏ thái độ né tránh và ngại ngùng. Chưa hết, anh còn vội bỏ chạy, né camera và từ chối trả lời trước những câu hỏi liên quan đến Xin. Nhiều người cho rằng chắc chắn mối quan hệ của cả hai trên mức chị em mà cả hai tự nhận. Ngô Đình Nam sinh năm 1999 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây, anh từng học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhưng vì đam mê nghệ thuật nên anh quyết định đổi hướng trở thành sinh viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Đình Nam là một hot TikToker nổi tiếng hiện nay với khả năng sáng tạo nội dung vô hạn cùng ngoài hình sáng. Anh nhanh chóng tạo được ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Khoảng thời gian trước, Ngô Đình Nam đã từng gây bão với bản hit cover Sài Gòn Đau Lòng Quá. Ngay khi clip đăng tải, anh nhận được đông đảo sự yêu thích, ủng hộ của khán giả về chất giọng truyền cảm và nhẹ nhàng của mình. Đây chính là lời động viên, bước đệm để chàng trai 9X có thêm động lực tiếp tục đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc sau này.